Hello mọi người nha, chúng ta gặp nhau rồi. Thì chủ đề hôm nay mà mình muốn chia sẻ cho mọi người á, đó chính là những chiêu trò của các bố bạn nhân viên khi đi làm ở phục vụ quán ăn á. Thì clip này là thực chất là không có mang gọi là mang tính chỉ trích một ai đó đâu mọi người. Thì cái này là mình sẽ chia sẻ cho mọi người những khoảng tối và những cái sơ hở mà trong quá trình làm việc á thì các bạn có thể tìm ra được và chúng ta có thể là khắc phục nó. Bởi vì thực chất á là đơn giản thôi, đó là cái mà lơi lỏng hoặc là cái sơ hở trong quá trình cái quy trình vận hành của bạn á, nên thành ra sẽ gọi là gây cái lòng tham của mọi người khác á, chứ không phải là hẳn là ai cũng có lòng tham để gọi là gian dối đâu mọi người. Thì đầu tiên á, chúng ta phải biết là chúng ta phải hiểu được là sẽ gian dối ở cái những cái ngách nào, ở những cái gì thì chúng ta có thể phòng tránh được. Thì rất là nhiều bạn sau khi xem clip của mình nhá, có nói là thấy anh nói gian dối mà em lo quá, em sợ quá, em không biết là nên làm thế nào, quy trình nên ra sao. Thì các bạn cứ nghĩ thôi, cái này giống như các bạn đi kinh doanh bất kỳ cái gì đó à, đều có một thứ chúng ta cần quan tâm. Ở bên này thì chúng ta có giờ chơi này, có dịch vụ đồ ăn uống này, đơn giản nó từng nói thôi mọi người ạ, không có khó khăn gì đâu. Và cơ bản một phần nữa là mình chúng ta nên phải là tốt với nhân viên á, đừng có ép buộc nhân viên quá, nên thành ra hoặc là nhân viên nào nhiều lúc nào cũng bức xúc là làm việc sẽ không nhập tâm, không có nhập tâm nữa. Thì bây giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên nha, đó chính là phần giờ chơi. Nhiều người họ vẫn còn lầm tưởng về cái mà phần mềm mọi người. Phần mềm thực chất là nó có ghi lại hết tất cả số liệu đó mọi người, nhưng mà gian dối thì không, bởi vì nó sẽ có lơi lỏng. Ví dụ khách nạp mượn khách nạp tiền vô đúng không, thì thay vì nhân viên họ nạp tiền vô cho khách, họ sẽ chuyển tiền từ một tài khoản khác, họ sẽ kiểm tra xem họ nhân viên là nó xem thử những nhân tài khoản nào mà lâu được chưa hoạt động á, nó sẽ chuyển tiền từ cái tài khoản đó qua tài khoản khách, coi như là nạp rồi đúng không mọi người, và cái tiền đó là khách và nhân viên họ xem. Đó là cái đầu tiên nha. Cái thứ hai á là cái mà cộng giờ chơi mọi người, cộng thoải mái cho khách mà lấy tiền thu về đúng không, cũng giống như là cái mà mình nói các bạn đó là cái mình chơi combo đêm á, combo đêm thì bước 35.000 chơi đến 7 tiếng á, nhưng mà thay vì khách mua combo đêm, bạn này là bạn là cung cấp tài khoản với mật khẩu luôn, cộng giờ chơi luôn, nên thành ra là sẽ thất thu cho quán à. Có một trường hợp mình kể cho bạn, như trước mình cũng kể cho bạn rồi, đó là một cái chủ của máy đó nha, bởi vì họ không có chú tâm mà làm việc nữa, nên thành ra là cứ đến cuối ngày á, đến thu tiền nhìn xem trong máy là ở ngày này là thu được bao nhiêu tiền này, cầm đủ tiền về thôi, chứ không kiểm tra những cái ngóc ngách là xem đã cộng giờ chơi cho ai, trừ giờ chơi cho ai, chuyển giờ chơi cho ai. Nên thành ra đến một lúc mà họ người bác họ thấy thì kinh doanh không có ổn á, bắt đầu kiểm tra lại, thì một tháng đó là thất thoát mất 30 triệu tiền chơi đêm mọi người ạ. Các bạn thấy số lớn không, cực kỳ lớn nha mọi người, rất là đáng sợ nha mọi người. Và đi luôn tiếp vô cái câu chuyện của cái chủ của máy nha, vừa mất tiền nha, và đôi khi á họ là tuyển nhân viên vô mà họ không có kiểm tra lại là hồ sơ chứng minh dân này, hộ khẩu này, đến một ngày nào đó bạn sơ sẩy họ ôm luôn tiền cả ngày hôm đó định của bạn đi luôn mọi người, vì đó là vẫn là không thể tin tưởng ai được mọi người ạ. Ít nhất phải có gì ràng buộc, bởi vì cái chuyện mà nhân viên mà đi làm mà lấy tiền của quán là điều như cơm bữa luôn, không phải ai đâu cũng sẽ gặp không. Đôi khi mọi người nhìn có thể là nó hiền nhưng mà thực chất là không đâu. Rồi bây giờ quay trở lại cái vấn đề về cộng giờ nha mọi người. Thì đúng rồi, có cả cách tài khoản admin nữa. Admin là chuyên miễn phí đúng rồi, admin là của quán, có thể chuyên miễn phí này là cho chủ quán này hoặc là người thân của họ. Nhưng đây ví dụ nhân viên họ biết đó, họ sẽ share cho bạn bè họ, xe bạn bè họ gỡ họ chơi, nhưng mà những người quản lý hoặc là những quán họ không biết vấn đề đó,
Và rồi đến một ngày mình có một khách á, một ngày nhìn họ họ soi camera, chị đó mới để ý, ô hai thằng cu này từ cả tuần nay nó đập tiền không ta mà nó vẫn chơi bình thường. Và rồi chị kêu một bạn khác lè vô xem thử cái máy tính tiền đó, xem thử là bạn đó đang chơi tài khoản gì, thì mới vỡ ngửa ra, trời ơi, chơi tài khoản admin cả tuần trời rồi, cả tháng này rồi mà không có bắt tài nhận được, bởi vì không có kiểm soát mọi người, nên thành ra rất là dở. Bây giờ từ những ví dụ đó chúng ta quay lại, nhiều người sẽ bảo tại sao phần mềm không quản lý được, phần mềm có quản lý được, nhưng mà nó chỉ là phần máy móc thôi mọi người, còn cái quan trọng mới là con người thôi. Bởi vì những người mà có quyền chỉnh sửa nha, có quyền chuyển tài khoản này qua này, qua chuyển từ tài khoản này này qua tài khoản khác, thì chỉ có là những người mà được trao quyền chuyển đấy chứ, chỉnh sửa tài khoản đấy chứ, đúng không người? Kể cả quyền admin nữa cũng chỉ là do người chủ họ không có cung cấp thôi, và những người dưới họ mà được cung cấp ấy, họ sẽ không giữ bí mật, họ sẽ ra cho người khác chơi. Vì vậy cái lý thuyết ở đây là gì? Những bạn thu ngân á, là bạn chỉ cần cho họ quyền cộng nạp giờ thôi, nạp giờ như bình thường, không có gì hết. Còn mà những quyền mà gọi là cao cấp hơn, chuyển giờ, chỉnh sửa giờ, tặng giờ á, là chỉ có mình bạn thôi. Và ngay cả cái tài khoản mà bạn đăng nhập vô phần mềm á, tính tiền á, thì mỗi người một mật khẩu, ví dụ bạn tạo thu ngân 1, thu ngân 2, quản lý 1, quản lý 2, mỗi tài khoản nó có một chức năng khác nhau. Ví dụ nạp sai giờ thì yêu cầu quản lý vô chỉnh sửa lại, chứ không cho nhân viên trực tiếp chỉnh sửa mọi người ạ. Bởi vì cho mình sơ là cái lỗ là các bạn đó có thể gọi là chuyển giờ được, đó là một cái sơ hở thôi, lắc không. Bởi vì phần mềm cũng chỉ là phần mềm thôi mọi người ạ. Bởi vì cái người mà vận hành cái phần mềm á, đấy chính là con người mà. Mọi người thấy đúng không? Đó chỉ là muôn vàn cái mà mình leo ra đó, là một trong rất là nhiều lý do trong cái mặt ăn năn giờ. Nhưng nói đi phải nói lại á, thì bạn nên nói cho nhân viên á là ví dụ chỉnh sửa gì hoặc là gì ấm nước bạc không có quyền á, thì nên nốt lại trong quyển sổ á, để tránh sau này ví dụ là thu tiền hoặc là làm vấn đề gì mà công giờ mà ảnh hưởng đến họ, bắt buộc là lật kèo á, là bất công, là nhân viên họ lại bị gọi là nói oan là ăn tận giờ á. Ví dụ như là chẳng hạn là máy hư hỏng đi, bắt đầu khách chuyển máy á, thì họ mất một thời gian sửa máy á, đăng nhập mà thì phải bù cho họ. Cái này mình gặp rất là nhiều rồi, bởi vì những cái mà nói lúc đầu không rõ ràng á, với nhân viên họ không có ghi lại á, nên thành ra là mâu thuẫn giữa hai bên. Chủ quán họ sẽ nhiều người họ sẽ không hiểu, hoặc là họ sẽ cố tình không hiểu á. Họ sẽ vu cho nhân viên này là mày ăn đặt tiền, lấy tiền tao này. Cái này gặp rất là nhiều à, bóc phốt rất là nhiều à. Vì vậy nên làm việc có giấy tờ. Nếu mà chúng ta đã cấp quyền mà không có quyền á, là không được sửa, thì bạn nên ghi vào cuốn sổ á, để cuối ngày. Thì cuối ngày mà để các bạn nó vô thôi, các bạn vô kiểm tra thôi. Thứ hai mình nói đến ở đây á, là gì biết không? Đó chính là về dịch vụ thì cái đó là muôn ngàn ngách luôn. Đó là lý do mình nói các bạn á, nên gọi là lao vào làm thử 1-2 tháng để biết được cái quy trình vận hành thế nào. Bởi vì đâu đơn giản đâu mà mở một cái quy trình kinh doanh không bạn. Đến nỗi như cái ví dụ hôm trước mình kể cho bạn á, đó là cái clip mà mặt bằng đẹp mà vẫn kinh doanh thất bại á. Dịch vụ cái rất nhiều nhưng mà vẫn rất là lỗ. Các bạn biết vì sao? Đó chính là chúng ta không có một quy trình. Nhất á là làm đồ từ bếp ra nha, bắt đầu phải chuyển lên, ví dụ đầu tiên là khách order vô máy tính tiền á, order vô qua cửa hỗ trợ chat, xong rồi cái ở bạn cái tiền bắt đầu là nhắn cho ở dưới bếp làm, dưới bếp làm xong sẽ mang đồ lên cho đội trung gian bắt đầu đưa phục vụ đi mang lên cho các bạn khách cho khách. Vì tại sao chúng phải có hai liên giấy mà mình nói cho bạn đó là kiểm soát được,
bạn này dưới bếp, ví dụ là lấy một chai Pepsi thì trên quầy cũng phải có một cái tờ ghi là chai Pepsi, để đến cuối ngày làm sao các bạn để kiểm soát kho nhớ, hôm nay nó thụt kho ra ai bù đúng không? Ví dụ ở dưới kho báo là xuất một chai Pepsi rồi, ở trên quầy thông quan lại không có xuất bao nhiêu Pepsi, đến cuối ngày bị kiểm kho bị thất thoát một chai thì sai ở đâu chúng ta phạt ở đó đúng không? Hoặc nếu cả hai đều không có phương giá phiếu thì phạt cả hai đúng không? Chứ làm sao mà những đồ nó có cánh bay đi được mà mọi người. Đó là một nhà. Thứ hai á là những bạn mà nhân viên á, nhất là nước đồ á, nước gọi là đồ bị bim đồ á, nhân viên nó hoàn toàn nó phải mua đồ ngoài, nó mua nó bán để lấy lời riêng cho nó được. Các bạn nghe vô lý không? Nhưng mà thực sự là cái đó là có rất là nhiều rồi. Ví dụ một lốc mua ở ngoài, mình ví dụ như nào, ví dụ là vô lời một lốc 4-6 chai, mỗi chai lời tầm 5.000, là lời được 30.000 rồi, 30.000 nhân cho một tháng là 900.000 rồi đúng không? Bây giờ các bạn phải kiểm soát rất là kỹ, ví dụ nhân viên đi vào có mang đồ gì đi lạ không, rồi nước thì mình cũng phải kiểm soát nữa. Cái thứ ba có nghĩa là ở cái quy chuẩn mà chúng ta làm về đồ ăn đồ uống á, giống như là một ký gạo là sẽ ra được bao nhiêu đĩa cơm, hoặc là một cái xúc xích cắt ra bao nhiêu đĩa cơm, trứng làm ra bao nhiêu đĩa cơm, hoặc là một lít sữa đó, chúng ta sẽ một lít sữa chúng ta sẽ làm được bao nhiêu ly trà sữa, bởi vì có số học mà. Bởi vì nhân viên nó sẽ có cách để nó gọi là nó cân đo đong đếm. Ví dụ thay vì một chai đó nó sẽ cho ra được 2 ly nước uống, thì đây nó sẽ biến thành 1 ly thành 3 ly nước uống, nó lời được 1 ly và nó sẽ ghi sổ đúng không? Nhưng mà có thể nó sẽ không ảnh hưởng gì đến bạn hết á, vì tôi quy chuẩn là cứ một ly là hai, một chai là 2 ly đúng không? Bây giờ biến thành một chai 3 ly thì mình vẫn thu được tiền của 2 ly, mình mất ly nhưng mà không hiểu, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến chất lượng của cái sản phẩm đó. Ví dụ như là ly nước uống thay vì nó đậm đà đi, bây giờ nó là chia làm 3 rồi, bỏ cái đá vô nó loãng, khách của mình nó uống vô nó dùng vô thì nó lại còn đá nó nhạt, sao nhạt ghê ta đúng không, nhạt quá uống nó không có ngon nữa, đôi khi là sau đó là khách sẽ không thèm kêu nữa, nó kêu dở quá, nước nằm ở nay nằm ở đây dở quá, không ngon hết. Nên thành ra là chúng ta phải lưu ý vấn đề đó, phải kiểm soát vấn đề không kìa, sung sướng thôi nhưng mà đừng để cho bạn nó làm quá kìa. Mặc dù cái đó biết là không có mất tiền mình đó, nhưng mà nó ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ mình, mang tiếng của quán à. Rồi vấn đề tiền bạc nữa, tiền bạc thì mọi người cứ nhưng mà các bạn rảnh thì cứ hết có người ở đó thì kiểm tra hết tốt là ca thiếu bao nhiêu bù bấy nhiêu, còn không thì cứ đến cuối ngày á để kiểm tra thôi. Đầu tiên là gì ra kiểm tra phần mềm này, xem giờ tiền giờ chơi cộng giờ chuyển giờ, rồi dịch kiểm tra kho xem thử có đúng kho ngày hôm nay không, lối hết tất cả các phiếu ra cộng lại, thiếu thì bù bắt ca nào được lo, ca nào thiếu ca nào bù đúng không? Bởi vì hoặc là những lúc mà các bạn không có gian á, bạn phải giao lại cho ví dụ ca này làm xong, ca sáng làm xong, chuyển hết số tiền lại còn lại cho ca trưa. Những bạn làm cái đầu ca trưa kiểm tra thử xem có đúng số tiền mà thu về không, bởi vì chúng ta sẽ có 10-30 phút để chúng ta gọi là chuyển giao ca mà bắt đầu kiểm tra kho, kiểm tra giờ tiền giao lại cho ca sau. Một phần chúng ta có liên quan tiền đừng gọi là tiền trách nhiệm cho các bạn làm ạ, đừng có tính toán quá nên thành ra là nhân viên họ cũng không có nhiệt tình làm việc đúng không?
bắt đầu cứ giao ví dụ ca sáng năm xong thì chuyển giao ca trưa, ca trưa thu đúng đủ tiền, đủ tiền bắt đầu đến đến hết ca chiều bắt đầu là kiểm tra tiếp lần nữa, bắt đầu lại chuyển về cho ca tối, ca tối năm xong đến chuyển cho chủ đó. Mà đối với những khoản lớn đó, thường thì họ sẽ có quản lý ở đó mọi người, nó sẽ có quản lý, nhưng mà nhắc đến quản lý sẽ làm hết những việc đó cho bạn. Nhưng mà một phần nữa mình cũng nói cho bạn biết một hiểu một điều á, thì thực sự á không nên cho các bạn nói thân nhau quá mọi người, bởi vì sẽ làm việc coi như là tất cả là một cái ca đó hoặc là một cái tất cả các bạn nhân viên nó sẽ gọi là ăn dơ nhau á, thì lúc đó nếu mà lúc đó mà lòng tham nó xảy ra rồi thì không có cách nào mà phải ngăn cản được, mọi người cùng nhau gian lận thế thôi. Nhưng mà để cho các bạn không hết gian lận thì các bạn nên có một cái chế độ lương hoặc là thưởng gì đó cho nó hợp lý á. Ví dụ qua một quá trình là kinh doanh á, các bạn sẽ biết được cái mức ở mỗi một ca nó sẽ là bao nhiêu, cứ một ca là bao nhiêu tiền cho một ca, bạn nhân lên bắt đầu bạn sẽ đưa ra một cái chỉ tiêu đi. Ví dụ là các bạn được vào được chỉ tiêu lần này á là sẽ được thưởng bao nhiêu tiền trong số tiền đó. Nhưng ngày xưa mình có qua một quán net á thì mình có gặp con bé đó, mình thấy con bé đó, sao bé này nó siêng với ta, mình có làm sự kiện đó mà thấy con bé này nó siêng với ta, nó đi mời mấy bạn mà chơi trong net này, anh ơi dùng nước đi anh, em sắp hết ca rồi, mình thấy là ô con bé này siêng người ta đi làm siêng quá, họ ra biết á là một ca của em á là yêu cầu là một triệu một ca, bao gồm cả tiền giờ với tiền dịch vụ, bởi vì là bởi vì nó có mốc mà. Ví dụ như các bạn làm gì với ông bạn đưa mốc ví dụ là một tháng 30 triệu đúng không, thì cứ một ca 30 triệu nhá, bạn làm chia ra trung bình là cứ một ngày là 1 triệu đúng không, thì bạn làm sao một ngày bạn ăn được 1 triệu là được. Vì vậy ông bé thấy ông bé nó đi nó nhắn tin rồi nó đi mời khách á, nó rất là hay mọi người, nó có trách nhiệm trong việc theo anh ơi ủng hộ em mua cho em chai nước này, rồi mua chai cơm và mua đĩa cơm đi, anh mua là tính sang ca sau họ sẽ nhận được đó, kiểu như vậy đó, rất là hay mọi người ạ. Nên là có chế độ lương thưởng á, với là quan tâm đến nhân viên hơn một chút, thì thường những cái đấy là họ sẽ hỗ trợ tiền ăn mọi người, ngoài tiền lương sẽ có hỗ trợ tiền ăn hơn 50% chẳng hạn. Rồi chúng ta nên kiểm soát đơn giản hơn là chúng ta nên đào tạo các bạn một quy trình nhé, là coi như là thân thiện với khách hàng này, rồi đưa ra một cái quy chuẩn luôn, ví dụ là cứ áp vô mà làm thôi, không có phải suy nghĩ gì nhiều, bạn nào làm sai thì nhắc nhở, mà làm vi phạm nhiều lần thì bị phạt thôi. Thì buổi nói chuyện hôm nay của mình đến đây là kết thúc nha. Các bạn có thắc mắc thì có thể comment ở dưới, hoặc là có những câu hỏi gì thì có thể comment ở dưới mình sẽ giải đáp luôn nha mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại nha.